Xin chào các bạn. Hôm nay AKSOS sẽ gửi bạn một video review hướng dẫn các bạn đấu mặt vaccine trên đèn zin cho dòng xe Future FP218 này. Ở video này là sử dụng đèn zin nha các bạn, không phải là đèn tăng sáng nha. Đèn tăng sáng thì cách đấu điện vaccine đến H sẽ khác. Còn đây là đèn zin, phải có thêm một mạch điện mới đấu được phần vaccine đá đèn này. Thì phần vaccine này ban ngày hoặc ban đêm các bạn vẫn xài như bình thường. Đây là công tắc zin của xe, là công tắc có pha zin. Và hãy gõ, nó sẽ có 2 tầng và mỗi tầng nó sẽ có 3 lỗi điện. Thì khi các bạn muốn đấu vaccine ở thắt này, bắt buộc các bạn phải xả đường điện ra ngay chỗ vị trí công tắc có pha này. Như trên video này mình đã tháo công tắc zin ra và mình chích cốt ra. Rồi hãy gõ ha. Đây là hình ảnh hai cái dắt zin đã được tháo rời luôn. Đây các bạn hãy gõ. Trên 3 lỗ, dưới cũng 3 lỗ. Đây là hai cái dắt ghim và công tắc zin của xe. Thì muốn đấu vaccine đến H, các bạn bắt buộc phải tháo cái công tắc zin và tháo 5 sợi điện ra. Nó sẽ có những cái dây màu như thế này, là trắng sọc đen, xanh dương, dây trắng, dây vàng và dây xanh dương sọc trắng. Đây là 5 sợi điện zin của xe. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu mặt vaccine SH dành cho dòng xe Future FI218 và sử dụng đèn zin của xe chứ không phải là đèn tăng sáng. Và đây là hình ảnh mặt vaccine mình sẽ làm hoàn thiện rồi mình bán về cho các bạn. Công tắc và mạch đưa ra dây điện như thế này, màu dây điện mình đã quy ước sẵn như thế này. Các bạn chỉ việc xem trên video này và xem nghe mình hướng dẫn cách đấu dây nào và dây nào để các bạn lắp đặt lên xe. Và đây là hình ảnh công tắc SH sẽ có thêm chức năng có pha. Thì công tắc này khi ta thấy công tắc zin thì khỏi cần các bạn khoét hay các bạn làm bất cứ gì á, chỉ cần rút công tắc zin ra để vào là nó vừa khích luôn. Và hãy gõ ha. Nào mình để vào, mình nhấn vào, thấy chưa, nhấn vào nghe một cái cạch là mình lắp đặt công tắc SH vào xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu điện. Thì trên mặt vaccine SH dành cho dòng xe Future FI này sẽ có những đầu dây điện như thế này. Rồi mạch thì khi bạn lắp đặt xong các bạn nhớ cột như thế này nha, đừng bao giờ cột quay ngược như thế này. Quay ngược như thế này là các bạn đi mưa rửa xe nước nó ẩm vô sợi dây điện, từ từ nó đi vào trong. Các bạn nói chung lắp đặt tất cả thiết bị điện, mạch điện thì dây điện vẫn đưa xuống dưới đất, đừng bao giờ hướng lên trời. Cái đó là người thợ nào khi làm cũng phải biết điều đó rồi, các bạn lưu ý điểm đó. Bây giờ là một mạch mình đã lắp đặt hoàn chỉnh. Trước tiên là dây đỏ và dây xanh lá. Dây đỏ được gọi là dây lửa sau khóa. Thì các bạn sẽ đấu vào vị trí ngay cục chớp với xe. Các bạn đấu vào dây màu đen nha. Rồi gõ ha. Để mình rút ra. Và tất cả cách đấu này hoàn toàn không cắt dây điện zin của xe của bạn. Đây, dây đỏ mình đấu vào dây đen ngay dắt chân cục chớp. Và các bạn thấy tất cả đều ở lòn ống cao su vào cho các bạn hết luôn. Mình bán về mình sẽ lòn sẵn luôn, mình chỉ đưa ra đầu dắt thôi. Rồi bạn tước đấu điện. Rồi dây đỏ là dây lửa sau khóa đấu vào dây đen trên chân cục chớp. Các bạn chích chất cốt, các bạn kẹp vô xong rồi ghim lại, không cần cắt dây điện nha. Xong rồi các bạn gài nó vô lại, gài dắt nó vô cục chớp lại. Rồi cái đến là dây xanh lá. Dây xanh lá trên cục mạch là mình gọi là dây mát. Đây nha, xin lá. Dây mát thì các bạn sẽ nói xuống dưới này. Các bạn lấy dây mát ngay chỗ cái đèn trước. Đèn trước thì cũng có dắt mũ 3 dây. Và dây mát các bạn đấu vào dây xin lá nè, các bạn thấy rõ ha. Xin lá là mát. Dây xanh dương nhạt ở giữa là xin nhan, còn dây nâu cái bên thì đồng ý. Thì dây xanh lá trên cục mạch là dây mát, các bạn nói trực tiếp vào dây mát dưới này. Xong rồi ghim dắt đi trở lại. Nè các bạn xem nè, thấy chưa, để cái tay mình đi vô. Do mình lộn cái xu đen các bạn có thấy thì mình sẽ hướng dẫn cái tay mình đi cho các bạn xem luôn. Nói à, đó mình đi xuống dưới này. Rồi cái đó là dây cam. Dây cam, dây này là khi nào các bạn xài chợ sáng thì các bạn sử dụng nó luôn. Còn các bạn không xài đèn chợ sáng thì các bạn sẽ không cần đấu, các bạn giấu vào trong như thế này. Dây cam này được gọi là dây kích gờ le chợ sáng. Kích gờ le chợ sáng là như thế nào? Là các bạn không được đấu thẳng xuống chợ sáng, mà các bạn chỉ kích gờ le của đèn chợ sáng.
Và theo nguyên tắc như bây giờ đấu đèn chiếu sáng là luôn luôn có gờ le. Để vì sao? Gờ le nó sẽ tải trực tiếp điện từ ắc quy lên đèn, đèn các bạn sáng tối đa hiệu quả hơn. Và đấu như vậy thì cái dây cam này nó chỉ tải nhiệm vụ cho gờ le chiếu sáng thôi, nó không có cần tải điện nặng cho cái cả đèn chiếu sáng. Các bạn nhớ là dây cam là dây kích gờ le chiếu sáng nếu sau này các bạn gắn chiếu sáng. Rồi cái đến là giắc dây còn lại. Giắc dây điện rất là nhiều dây. Thì cái giắc này nó sẽ có giắc 4 chân sẵn rồi. Thì các bạn ghim vào công tắc maxin lên hát của xe. Đây là giắc này ha. Và như việc ghim vào cái công tắc lên hát là xong. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem quy ước đấu dây. Quy ước đấu cái bộ đường điện của maxin lên hát vào cái đường điện có pha dinh của xe. Rồi đây các bạn xem ngay chỗ bàn tay của mình, mình đang xài ra. Lưu ý là tất cả những phương pháp đấu này hoàn toàn không cắt dây điện. Các bạn chích giắc đồng ra, các bạn kẹp vô xong các bạn bóp giắc đồng lại. Rồi các bạn lấy dây quéo đen này các bạn chùm lại hơi quẹt để cách điện. Dây vàng trên cục mạch bách xin các bạn đấu vào dây vàng trên xe. Dây trắng trên mạch bách xin các bạn đấu vào dây trắng trên xe ha. Dây xanh dương trên mạch bách xin các bạn đấu vào dây xanh dương trên xe. Dây hồng trên mạch bách xin các bạn đấu vào dây xanh sọc trắng trên xe. Đây xanh sọc trắng, xanh dương sọc trắng nha. Dây còn lại là dây đen trên cái mạch bách xin này các bạn đấu vào dây trắng sọc đen. Là lúc này các bạn đã hoàn chỉnh xong mạch bách xin đã thắt dành cho xe Future FI đời 2018 sử dụng đèn pha led zin chứ không phải là đèn tăng sáng. Bây giờ mình sẽ ghim dắt vào và test cho bạn xem vaccine hoạt động như thế nào. Đây là hình ảnh một mạch vaccine mình bán về. Nếu các bạn có công tắc rồi thì các bạn chỉ việc mua mạch cũng được. Còn các bạn chưa có công tắc á thắt thì các bạn mua cả mạch và công tắc luôn. Bây giờ mình sẽ ghim dắt. Rồi mình cho cái pha đèn lên để test cho các bạn xem vaccine á thắt hoạt động như thế nào. Lưu ý là đây là dùng cho xe zin chứ không phải xe tăng sáng. Xe tăng sáng cách đấu điện sẽ hoàn toàn khác nữa. Mình cũng đã làm một video đối phần tăng sáng. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động động cơ. Rồi bạn thấy rõ ha, ban ngày nè, bạn bắt xin nè, thấy chưa. Để mình ra ngoài trước tắt đèn các bạn bắt xin vẫn được thấy không. Ban ngày bằng vaccine nè, đó là bằng vaccine là cả ba ngăn đèn ở giữa là pha, hai bên là code là ban ngày. Rồi buổi tối khi bạn mở đèn ở chế độ code là hai bên sáng, thấy chưa các bạn, vaccine là lúc này nó vaccine ngăn giữa là ngăn pha. Rồi khi bạn mở pha, mở pha thì sáng đèn pha rồi các bạn vaccine vẫn được đó, nhưng mà khi buông vaccine ra tự động mới trả về code bởi vì cái là cấu tạo của công tắc này rồi. À, đang ở chế độ pha mà muốn bắt xin là trả về code xuống bắt xin luôn. Rồi bạn thấy rõ. Rồi tắt đèn nè. Bắt xin. Thấy chưa? Rồi đó là hoàn thiện quá trình các bạn đấu mạch bắt xin ở thắt dành cho dòng xe Future FI 2018. Đèn zin là đèn pha led 2 tầng. Ôi xin lỗi, đèn pha led 3 ngăn. Và đèn đây là đèn ta zin chưa làm tăng sáng. Còn đây là xe bên trái của mình đang chuẩn bị thao tác làm tăng sáng nha các bạn. Phần tăng sáng mình cũng làm một cái video riêng rồi để các bạn tham khảo. Đối với em ở xa, nếu các bạn muốn làm tăng sáng các bạn tháo rời cái cụm đèn zin này gửi lên cho mình. Mình sẽ tách mặt kính và thay cái bo tăng sáng vào. Gửi về các bạn sẽ xem một video hướng dẫn xử lý điện đối với xe tăng sáng. Xe tăng sáng thì sẽ không dùng mạch để làm vaccine mà chỉ cần đấu điện đúng như video. Các bước thao tác nối điện là các bạn xong phần bắt xin đến hắt cho xe tăng sáng. Và phần tăng sáng như mình đã nói trên video làm tăng sáng là hoàn toàn không phá đi kết cấu bên trong của chiếc đèn. Mình chỉ việc tháo rời bo zin ra, đặt bo tăng sáng vào nên kết cấu đèn bên trong được giữ zin hoàn toàn. Sau này các bạn hãy trả về zin nếu các bạn có nhu cầu thay đổi xe. Chứ mình chưa thấy anh em nào mà làm tăng sáng mà trả về zin để đi hết. Bởi vì độ đèn, độ sáng của đèn zin là luôn luôn không bao giờ mạnh nên anh em mới làm tăng sáng để đi. Chỉ có một số anh em là người ta thay đổi xe, người ta bán xe hay gì đó thì người ta mới trả về zin thôi.
Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Video được thực hiện bởi AKShop. Và hiện nay với dòng xe Future 2018 này, mình làm rất nhiều sản phẩm về phần LED Audi trước sau, bóng đờ mi, xi nhan hay LED T10, LED đồng hồ, hay là bóng LED stop X-RAM hay là LED stop F1. Các bạn nếu đang xem trên YouTube, các bạn chỉ cần search từ khóa là Future 2018, tên sản phẩm các bạn muốn xem cùng với chữ AK Shop phía sau, để ra trực tiếp những video bên mình. Còn nếu các bạn tham khảo dòng xe khác thì việc search đúng tên từ khóa dòng xe và sản phẩm. Còn nếu các bạn đang xem trên Facebook là AK Shop thì các bạn vào một video nha. Rồi bây giờ mình, các bạn đợi trong mấy phút nữa đi, mình cho kỹ thuật ráp hoàn chỉnh lên luôn và cột cái cục mạch bassin luôn, để bạn thấy cục mạch để đi vị trí nào là thích hợp nhất. Mắt mà con ốc trắng đằng sau á, lại tháo ra đúng mình con chỗ đứt, cho tay bể con bên trái rồi đủ ba con. Rồi cột mạch nó đi vào, cột mạch đi mang đi đấy cho đây. Mạch mạch bassin mình sẽ cột theo đúng kỹ thuật là các bạn cột quay dây điện xuống dưới như thế này ha. À, các bạn cột vô sườn bên đây cũng được ha. Rồi nghe này luôn, các bạn lấy xì rút, các bạn rút nó dính vô sườn ghi tông tay lái của xe, lại hướng dây điện nó sẽ quay xuống dưới và đưa sâu vào trong nữa để nó gọn gàng. Ta thấy là tất cả đường điện là sẽ lòn vào cái mạch mình làm hoàn chỉnh luôn các bạn, cái phần ống cao su lòn dây điện hết luôn rồi, các bạn yên tâm phần đó. Đó, thấy rõ đó, kỹ thuật mình vừa xong đó là rút gì rút rồi lấy học việc hơi chặt hơi chưa rồi, dây điện đủ rồi, dây điện đủ mà lấy quẹt hơn cái này rồi, xíu chặt con ốc này luôn đi. Đó, các bạn thấy đây là hình ảnh cái mạch mình đã rút dây rút vào, cho dây điện hướng xuống dưới hết là xong hoàn chỉnh. Các bạn gáp lại là các bạn hãy sử dụng được chức năng bassin NH đá đèn trên dòng xe Future FI đời 2018 với pha đèn là pha zin, không phải là pha tăng sáng. Đề này mình đã nhắc đi nhắc lại mấy lần để các bạn lưu ý, pha tăng sáng sẽ có cách đấu điện kiểu pha tăng sáng, pha zin phải dùng mạch bassin. Một số anh em các bạn không dùng mạch, các bạn đấu trực tiếp, mình đảm bảo vấn đề là sẽ bị cháy tim led hoặc là cháy linh kiện bên trong mạch đèn, đã có nhiều trường hợp như thế này rồi. Và những anh em nào mà vô tình bị những trường hợp đó thì có thể tháo chó đèn gửi lên shop để shop kiểm tra xem bị hư chip led hay là hư linh kiện trên mạch bo led và báo giá cho các bạn phần sửa đèn nếu các bạn muốn cứu lại cái pha đèn của bạn khi bị cháy chip led hoặc là cháy linh kiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo. Hứa hẹn sẽ thêm nhiều sản phẩm khác nhau cho nhiều dòng xe khác nhau để các bạn chọn lựa.